Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người những cái phương pháp để làm sao mình nhận biết được các cái loại giấy tờ thật giả, hoặc là mình có những cái phương pháp để mình biết được là cái người mà mua bán với mình có phải là chủ nhà hay không. Đấy, thì trên những cái phương pháp thì tôi có những cái phương pháp như sau mà mình có thể tự mình có thể kiểm tra được. Thứ nhất á, là mình sẽ xem xét về cái sổ đỏ, là cái sổ cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, cái sổ hồng này đấy. Đấy, thì điều đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra xem thử cái sổ này có phải là sổ thật hay không rồi đã. Đấy, thì những cái kỹ năng để mình xem xét sổ này có phải sổ thật hay không thì có những cái kỹ năng như sau. Thứ nhất á, là mình sẽ xem về cái chất liệu đó, chất liệu của cái giấy chứng nhận này. Nếu mà cái sổ thật á thì nó rất rất là mềm mại và nó có cái độ dày của nó đấy, cái độ dày và rất là mềm mại. Mình dơ vào cái sổ này á, mình cảm giác nó trơn đấy, nó trơn và nó có một cái độ dẻo đấy. Đấy là về cái chất liệu, thấy không, cái chất liệu của cái giấy chứng nhận là nó mềm, nó dẻo hơn những cái giấy chứng nhận giả nhá mọi người nhá. Rồi thứ hai á, thì mình nhìn trên cái form á, nghĩa là cái mặt của cái giấy chứng nhận á, là cái việc mà in in thể hiện các cái họa tiết ở trên cái giấy chứng nhận này là nó rất là nét. Nếu mà sổ giả thì nó mờ mờ đấy và nó không được nét giống như sổ thật. Mình nhìn vào bằng mắt thường là mình sẽ hiểu được đấy, nó những cái họa tiết thế này là rất là nét nhá. Rồi thứ hai nữa thì ở đây là có cái phôi ở đây, cái phôi này á, thì mọi người phải chú ý này. Nếu mà cái phôi này á, mà thật á, là nó nổi, mình rơ thế này là thấy lần cần này nó nổi lên đấy, nó nổi lên. Còn nếu mà giả thì thường thường là tụi nó, nghĩa là những cái người làm giả là đóng xuống là bị lõm xuống đấy, lõm xuống nó có thể nó cũng rơ lần cần nhưng mà nó lõm, còn sổ thật là nó lồi lên. Đấy là cái dấu hiệu của cái phôi ở đây, đúng không ạ? Đây mọi người chú ý nha. Đấy rồi tiếp theo, đối với các cái họa tiết chi tiết trong này thì mình phải chú ý, thấy không? Và chú ý thế này, đối với cái sổ thật đó, thì trong này á, là nó in rất là rõ ràng, và cái ở đây là cái in bằng cái phương pháp coi như in phôi của cái chứng nhận, cho nên mình rơ rơ lên có thể là nó lần cần. Còn mà in full giống như như là tờ giấy bình thường thế này á thì rơ nó không có cái cảm giác gì cả. Nhưng mà trên giấy chứng nhận thật thì mình rơ ở đây á, mình có cái cảm giác nó lần cần, thấy không? Đấy. Và tất cả những cái chi tiết thông tin ở đây á là rõ ràng, không tẩy xóa. Đấy, không khoảng cách và nghĩa là rất là hợp lý. Bố trí của cái nét chữ thế này là rất là hợp lý và rõ ràng nha. Rồi đối với cái phần con dấu thì mình phải xác định rằng nếu mà cái giấy chứng nhận thật thì cái con dấu này á, là nó có cái độ sắc nét của nó, cái độ tròn của nó, độ rõ của nó, đúng không ạ? Đấy, và đối với cái chữ ký này á, là cái chữ ký thật, thấy không? Thì khi mà chữ ký thật á, là thường thường á, là cái người trực tiếp ký đè lên cái giấy chứng nhận này, cho nên nó có cái độ độ lõm, đúng không ạ? Và mình mò vào nó có cái lần cần đấy. Còn trường hợp mà in, đúng không ạ, in giống như người là người ta kén ra và người ta in màu lên á, đấy thì gọi là sổ giả đấy, thì coi như là không có mình cái đường nét mà ký thật á, là nó không sắc nét, nó không có lồi lõm, đúng không ạ? Rồi đấy, đấy, và ở đây là cái phôi, cái số seri, đúng không ạ? Cái số seri này đấy, cái số seri này nó cũng cũng mình cũng mò mò là nó có cái cảm giác là nó lần cần, đúng không ạ? Đấy, còn nếu mà trường hợp mà in in full giống như tờ giấy này á, thấy không, thì nó không 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 lần cần. Ở đây rất là lần cần mọi người đấy, mình rơi vào mới cảm thấy là lần cần này, đúng không ạ? Rồi ok đấy. Rồi tiếp theo á, thì sau khi mà mình đã kiểm tra cái sổ này là sổ thật rồi, đúng không ạ, thì mình sẽ kiểm tra thêm, đúng không ạ? Thứ nhất á, là cái chứng minh của cái chủ nhà, đúng không?
đó, chứng minh cái chủ của chủ nhà này á, nó thật hay giả thì mình phải kiểm tra.